hai cái gọi áo là khoác, một cái áo tay dài, còn một cái cái võng. võng võng là để mình nằm ngủ Mà tại sao chú lại nè. chuẩn bị cái võng vậy? Chú Tại sợ không có chỗ ngủ hay sao? đôi lúc đó mình cũng cảm nghĩ rằng tại vì hồi đó mình cũng mang theo rồi, cũng nhờ nó tới bây giờ. Con là người nói rồi là có thể nói là hiểu chú rất nhiều, từ cái vấn đề vật chất cho tới vấn đề cái cuộc sống luôn, cả cái tâm tư của chú luôn, có thể là con đi trong trong tim của chú luôn, nói cho con biết vậy. Sau đó thì chú vui hơn và chú có thể ăn Đúng cơm nhiều rồi, hơn kìa. đúng rõ Vui nhất ràng. là hôm nay là chú lại được có hai người con. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Đêm hôm nay là đêm thứ hai, Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng cũng như là chú Tuấn đang có mặt tại huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông của vùng đất Tây Nguyên. Sáng ngày hôm nay thì các chú cháu có một cái cuộc hành trình dài ngay tại Đắk Min này. Theo chia sẻ của chú á, thì Hồ Tây là nơi mà chú ngày xưa đã có đặng nợ với một người tình của mình, người vợ của mình, và có một người con. Cũng đi hỏi khắp nơi và thậm chí là Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng và chú Tuấn đã chạy lên một cái thôn của người dân tộc Mơ Nông để hỏi thì trong vô vọng. Và chiều hôm nay á thì Bùi Hồ có rủ cô Ủa chú à, thôi mấy chú cháu mình đi ăn. Thì chú Tuấn lại buồn bã không ăn được mọi người. Và chú nói là thôi hai anh em đi đi, chú cần nghỉ ngơi một tí xíu. Vì đối với chú cái cuộc hành trình này đó, mong ước lớn nhất của chú là gặp được con mình thì là chưa được trọn vẹn lắm. Cũng không biết nói làm sao hơn á. Bây giờ tâm trạng của chú Tuấn cũng khá là buồn. Và anh em cũng đi ăn và sau đó thì có mua cho chú một cái hộp cơm để chú dùng, tại vì sợ cũng sợ chú đói. Chú Tuấn ơi, không đi ăn được là do tâm trạng của mình buồn hay là như thế nào chú? Cũng là cái vấn đề đó cũng có một phần rất là nhiều, động lực đó cũng là cái sức mạnh nhất, đó là gọi là vô vọng. Vô vọng. Mình càng mơ tưởng nhiều chừng nào thì bây giờ mình có lên nơi tới chỗ thì mình mới biết được cái tìm hiểu cái cuộc sống ở nơi cái nơi như thế này mới rất là khó khăn Dạ. đó. Càng hy vọng càng nhiều thì bây giờ thì mình lại càng thất vọng đúng không chú? Càng thất vọng và càng mong manh rất nhiều, Dạ. nhưng mà nó lại xóa tan cho mình cái nỗi mà mình nhung nhớ đó, phải không? Dạ. Thì nó không còn vấn đề đó nữa. Có nghĩa là chú đã thực hiện được cái ước mơ của mình là À trở đó về lại cái đó vùng đất xưa. đất xưa rồi, Coi như là chỉ 20-30% thôi. đúng Nhưng mà cái tìm con của mình thì bây giờ trong vô vọng. vô vọng Nên là đó. nữ là chú cũng không có ăn cơm nổi luôn. Cái điều này cũng có, chắc có thể là từ đây cho tới hành trình đi về chắc có thể là nó cũng vơi đi một phần nào. Đây là cái ước mơ của mình mà. Nhưng mà cũng may gặp được những người thành quân như vậy là cái điều của con là quá tốt liền. Có duyên mới gặp lại được những cái trường hợp như thế này, đâu phải chuyện đơn giản. Lúc mà đi thì chú ấp ủ nhiều không? Đó. Đi là lúc nào cũng cảm thấy rất là ao ước để mình gặp lại những điều đó rất là tốt. Lúc nào con thấy không? Lúc nào chú cũng lăn xăn để mà mơ hồ để mà tới nơi tới chỗ. Nhưng mà sau khi một cái tia hy vọng đi tìm kiếm rồi đó, cảm thấy nó rất là mơ hồ. Có nơi, có đến, có nơi, có chỗ đàng hoàng thì mình mới biết được. Lúc mình chưa tới thì cái sự mơ hồ nó giống như diễn tả như hồi xưa vậy. Mà khi mà lên rồi thì cái cuộc sống ở đây nó hoành tráng quá, nó khác hẳn. Đã có nơi có tông tích, còn mình nó thì không có cái tông tích gì hết, nó mơ hồ ảo rồi. Nên từ cái chỗ đó mà bây giờ thì cảm thấy nó cũng nhẹ lòng rồi, nó không còn cái gì để mà mình nhung nhớ về ước mơ mình nữa. Nó nhờ sự động lực của mạnh thằng quân tới bây giờ tụi con làm cho con cho chú được nhiều điều rất tốt. Đây là cảm 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 nghĩ của chú, đây là cái lời nói, đây là cái lời nói bằng cái chân thật, bằng cái tấm lòng của chú rất là mang ơn của những người mạnh thường quân như thế này, chú rất là cảm ơn rất nhiều.
cái hành trình của chú đi á, cái ba lô của chú á, thì Bùi Hồ không chia sẻ thì chắc cô chú anh chị sẽ không hiểu hết đâu. Ngoài 500 ngàn một hộp cơm, và với lại cái tuổi cao thì trong ba lô của chú chỉ một vài bộ đồ thôi. Và thậm chí là chú có nghĩ đến cái trường hợp là ngủ văng vẳng ở ngoài đường để ngủ để tìm con. Và bây giờ thì chú có thể coi cho mọi người xem cái vòng của chú được không? Đây. Cái điều bất ngờ là 4 giờ sáng chú thức dậy chú giặt đồ á. Chú thức dậy chú giặt đồ. Cái mền của chú ngủ nè, đó. Cái vòng. Rồi cái mền này chú đem theo luôn đúng không? Cái mền này của chú đúng không? Đúng không? Đúng rồi, mền của chú. Mền của chú. Như cái mền vòng. Đó, vòng như cái ba lô vậy đây. Với mấy bộ đồ. Đây. Bộ đồ này. Đó, như đây rồi. Chỉ có một bộ đồ thôi. Bộ đồ. Như đây nữa thôi. Đó. Bộ đồ với hai cái áo đó. Cái này cũng là cái áo khoác gió nè. Đây là cái hai cái áo khoác, một cái áo ta dài. Một cái võng. Võng này để mình nằm ngủ. Mà tại sao chú lại chuẩn bị cái võng vậy? Chú sợ không có chỗ ngủ hay sao? Đôi lúc đó mình cũng cảm nghĩ rằng tại vì hồi đó mình cũng mang theo rồi, cũng nhờ nó tới bây giờ. Mà mình cũng có cái kinh nghiệm từ cái chỗ đó. Mà không biết cái diễn biến nó có thể xảy ra như thế nào mà không biết được. Nhưng mà khi mới bước xuống đó, thì nó có cảm giác lúc đó 12 giờ khuya. Nói rồi chắc là phải ngủ ngoài đường, đúng, ngủ ngoài đường. Tại vì mình cũng đó có chuẩn bị hết rồi mà. Thì cái túi ba lô là như vậy đó. Nhưng mà không ngờ là cũng nhờ tụi con biết được hết tất cả những cái hành trình như thế này. Nên mới mướn được một cái nơi mà khách sạn như vậy để mà ở đó một điều quá tốt. Chú nói là 40 năm hay hơn 40 năm mới ngủ được nhà tường hả? Đó. Không ngờ đó là đây là cái cũng như là cái giấc mơ mà nó hoàn hảo của mình nó đã có rồi đó. Có rồi. Sự thật luôn, có luôn. Mà coi như tuyệt vọng. Nhưng mà cái tuyệt vọng này nó thì nó cũng làm cho mình xóa tan hết tất cả những cái gì mình mơ ước á. Thì bây giờ nỗi lòng của mình nó phơi hết đi hết cái nỗi lo âu đó rồi. Không còn gì nữa. Cái tuổi này cũng sắp sửa rồi. Không còn cái gì nữa mà ước mơ nữa đâu. Chú nói mình muốn khóc luôn rồi. Thiệt á. Chú nói là con nổi da gà muốn khóc. Đúng, đây sắp sửa là sao? Mình cũng sắp sửa, có nghĩa là mình cũng không còn cái gì mà suy nghĩ được nữa. Đã đến lúc rồi. Mơ màng tất cả những cái gì nó không còn. Đây là cái tâm tư sự thật. 74 tuổi rồi. Lần này là lần thứ 3 chú đi tìm con. Hai lần trước đó thì chú nói là chú đi tìm không có đến nơi đến chốn. Và hai lần trước là chú phải đem theo cái võng vậy đó hả? Đúng, cũng đem võng cũng như vậy đó. Mang theo để phòng ngờ mà thiệt, mang theo nằm luôn. Thật ra nằm luôn á. Hai lần trước là văn võng nằm luôn, không có vô nhà trọ luôn á. Văn võng nằm ngay chỗ bến xe luôn. Thật ra cái hôm đi á thì nhiều khi á cũng như anh nói là cũng như mình dòm một con người bên ngoài thì không thể đánh giá được hết một phẩm chất con người đúng không? Đúng rồi, tìm hiểu được ở bên trong á, mới hiểu rõ là hôm qua thì nói chú có lẽ là chú quải đồ theo rất là nhiều á, bởi vì một cái ba lô rất là bự nè, rồi con cứ nghĩ là chú đem theo nhiều lắm. Thật ra là hôm nay thì coi lại thì chỉ có một bộ đồ duy nhất, một cái võng và một cái mền, đó là để mà chú nghỉ ngơi qua đêm này nọ, sợ không có chỗ ngủ á. Đó là cái suy nghĩ của mình, bước đường của mình đi nó là như vậy. Tại sao chú không nghĩ rằng khi đi với tụi con thì tụi con sẽ có thể lo được cái điều đó cho chú? Thật sự cái điều này đó là chú thực tâm là chú nghĩ rằng là đi với những người như tụi con mình trong quân như vậy đó, là cái điều ước mơ là thế nào chú cũng nói là có chứ không có. Nhưng mà thôi, mình chắc ăn nhất là mình cứ phòng hờ trước những cái bước đường như vậy. Mà không ngờ cái bước đường của mình nó vừa xuống xe là thấy hết hồn rồi. Nói trời ơi, quạnh như quá trời. Sợ chứ đó. Mạnh Thường Quân đưa mình đi như vậy đó, phải không? Cũng hòa đồng với mình trên cái bước đường nữa. Đó là cái điều sự thật luôn á, chứ không phải không có đâu. Nhưng mà dần dần một hồi, đi một hồi á, tụi con mới tìm được những cái nơi mà nhà nghỉ rồi. Rồi trong cái điện thoại tìm ra được cái nơi chỗ mà nhà nghỉ rồi, chú hơi mừng, yên tâm một chút. Đó là điều rất là mừng.
thực tâm là như vậy. Chứ hôm qua lo nhất là lo cái gì? Lắm, lo lắm. Lo nhất là cái gì? Lo nhất là cái chỗ nghỉ ngơi. Là cái giờ đó là cái giờ khuya rồi, không có ai hết. Xe thả mình xuống cả trời ơi, nhức nhối luôn rồi. Nhưng mà chú vẫn còn có cái giọng, tụi con có cái giọng nào đâu. Thì lúc đó thì mình cũng hòa đồng với nhau thôi, chứ biết sao bây giờ. Chắc không lẽ mình trải cái giọng xuống nền gạch ba chú cháu mình ngủ ngừng miếng. Đó là con hòa đồng với nhau, chứ biết sao vậy. Đó là sự thật. Mà không ngờ tụi con cũng hết lòng. Vậy thương tụi con không? Thương chứ. Thương chứ. Đó là hết lòng luôn á. Đây là cái sự thật. Trên cái tuyến đường của mình, ước mơ của mình đó, phải không? Gói ghém biết bao nhiêu cái cuộc để mình đi. Bây giờ thì nó đã quá rõ ràng rồi. Thì cái tâm tư của chú nó cởi mở rồi. Nếu như mà đợt, nó nhẹ lòng. Dạ, đợt này đi tìm không được người con của mình, nhận tụi con làm con nuôi không? Nếu mà tụi con nghĩ chú như là cha chú thì chú cũng sẵn sàng thôi, có gì đó. Thì như hổng ngày là giống như là cha con. Đúng không? Rồi đó, cha con với nhau rồi. Đi rất là hòa đồng, đi rất là lo từ ăn đến ngủ cho nó nghỉ ngơi cho đủ thứ. Nó quá tuyệt vọng của chú đó. Quá, quá tốt luôn. Mà tuyệt vọng thì như mà là Tuyệt vời chứ đừng tuyệt vọng. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là ở đây có hàng bây giờ lên Tây Nguyên đợt này chưa tìm được con ruột của mình, chắc mong gần thời gian tới thì sẽ tìm được, nhưng mà tạm thời là nhận hai nhóc này làm con nuôi được không? Được quá chứ còn gì cũng được. Đó, bây giờ thấy cái nụ cười của chú vậy? Quá tuyệt vời, không còn mà suy nghĩ mà mơ ông nữa. Lên rồi thấy cái cổng, trời ơi, thấy nó lạnh lùng quá, mơ mà giống như mình một hoặc các nhỏ đi tìm con thôi, thật sự là như vậy. Lúc mà mình còn mơ ước á, mình tưởng tượng như là mình sắp sửa giới được cái niềm vui của mình tới đứa con mình tầm tay rồi, mà khi tới rồi nó khác hẳn. Nếu như mà so với việc chú đi tìm con á, mà ở cái vùng núi á, nó giống như nè, đãi cát đi tìm vàng á, đúng không? Chàng, đúng không? Chàng như chàng, không khác chút nào. Dạ, còn mà nếu nơi tìm ở vùng biển thì chẳng khác là mò kim đáy biển. Cái đó là con bây giờ cũng mới trao đổi thật với chú thôi. Nhưng mà bây giờ là may mắn là từ nay về sau là có hai người con ngay tại Tây Nguyên được rồi. Được không? Nếu vậy quá tốt. Chú hãy nghĩ rằng qua đây để chú đứng mỗi chân. Nếu vậy được quá quá sung sướng hạnh phúc của chơi của chú rồi. Vậy ha. Ừ. Vậy là từ nay về sau là lên Tây Nguyên không phải là có một người con mà có hai người con. Ừ. Chịu không? Chịu. Bây giờ nếu mà chú vui á là chú phải có cái động lực lên và chú phải ăn cơm nè. Đó. Dạ, vậy là hôm nay là có hai người con ngay tại Tây Nguyên. Chịu hả? Quá chia sẻ nhiều quá tốt rồi. Ước ao bây giờ mình nó lại kiếm một đứa, bây giờ không ngờ mình được hai đứa. Mà không, đây là thật lòng luôn nha. Những nỗi lo của mình bây giờ nó hầu như nó đã xóa hết rồi. Khi mình nhìn một cái biển mênh mông vậy, có duyên thì gặp, có duyên phải gặp rồi. Dạ. Thật sự là như vậy. Thì bây nhưng mà theo lời của tụi con nói, động viên an ủi kiểu như là quá tốt. Quá tốt thật. Thôi bây giờ lên đây gặp hai người con này, mai mốt có thêm người con nữa thì có người thứ ba. Con thứ ba. Thật ra là chú con nghĩ như thế này nè. Cũng 50 năm qua rồi, ao ước gặp con thì nó da diết lắm, nó tình cảm phụ tử mà. Đúng. Đâu có nói hết được bằng lời đâu. Mặc dù là không tìm được, nhưng chắc có lẽ là ông trời sẽ thấy được rằng nỗi lòng của chú đã thực hiện 3 lần đi tìm con. Mà hiện nay cái tuổi của chú là hơn 70 tuổi rồi. Đúng rồi. Chú chia sẻ lúc nãy với tụi con là tụi con biết được rằng vậy nè, coi như là lần này là một trong những cái lần mà Cuối cùng của chú luôn. Đúng không chú? Con chưa biết đâu nha. Bữa nào con ghé ngay chỗ cái trò chú đi, chú lụm một cái cốt mới luôn, biết rằng là sao lại chú thật chết. Làm cái gì chứ? Cái hũ cốt á. Hũ cốt người ta bỏ đó, phải không? Chú đem về chú rửa lên. Chú nói với người bạn á, sau này mà tôi có chết á, thiêu cái gì lấy cái cốt bỏ vô. Ủa sao, tại sao như vậy? Thì chú để sẵn luôn mà. Chú để sẵn cái cốt đó. Chú dạy cốt, để sẵn cái hũ.
ở cái hũ không, cái hũ chú lượm, cái hũ lượm, cái hũ chú lượm được rồi chú về chú rửa xà bông đánh trà lên, tại vì nó bằng đá đẹp lắm, thì chú nghĩ nó cũng là cái nhà của chú á, cái cốt cũng như cái hũ cốt cũng giống như cái nhà của chú rồi, mà hiện tại chú sống á đâu có nhà cửa gì đâu, thì bây giờ mình có chết xuống dưới đó thì cái người mà có thương mình mà đốt mình đó, thiêu thì lấy cái cốt đó, lấy cái cốt mình bỏ vô cái hũ đó, nó đẹp lắm, bữa nào con tới thì con coi. Con muốn hỏi chú như thế này nè, người ta chuẩn bị á cho mình một cái lúc mà mãn á, mãn phần á, thì người ta chuẩn bị nó nhiều thứ, nó phải nói là có điều kiện cao sang lắm, mà con thấy chú được rất là nhiều thứ mà con cần phải học hỏi, từ cái việc mà chú đi nhặt ve chai cảm nhận được cái tình người dành cho chú nè, đến thành thử là chuẩn bị cho mình một cái chết mà chú lại tại sao lại nhặt phế liệu kiểu nhận lượm được ở ngoài đường nữa. Chú có bao giờ cảm thấy cái số phận của mình tại sao nó bạc bẽo đến như vậy không? Thật sự cái này chia sẻ cho tụi con biết, cái số chết người đó, chú đã từng nhìn thấy hết rồi, chú biết hết, thậm chí nhiều người không có cái chiếu nữa. Còn chú sống á là biết rằng mình sẽ chết, mà may mắn mình lượm được những cái hũ cốt như vậy, nó lăn lóc ngoài đường rồi chú đem về, cũng như mình lượm được cái nhà, con hiểu không? Mình chết rồi mình có cái nhà vậy đó. Mình chính mình sống đây mình chưa có. Đầu tiên là cái video của cái đứa em trai vô thấy ở một cái con tròi mà chụp hình ngay cái giọng luôn, chú mừng mà chú khóc, tại mừng là có một cái niềm vui, có những người đã hiểu được tới mình, phải không, đã thương mình, cũng như tụi con hiện tại bây giờ đó. Bây giờ cái mà mong manh để gặp đứa con là hết rồi, bây giờ nó chỉ còn cái hũ cốt của chúng đó. Bữa nào tụi con tới đi, thấy cái hũ cốt của chú lụm chú lệ đó. Nói với người đó luôn mà, tôi sao được có chết, thì có thiêu tôi lấy cái xác bỏ vô hũ cốt đó, để cái chỗ đình miếu nào cũng được hết, coi như tôi mãn nguyện rồi. Cái đó là tôi có được cái nhà, bạn thương tôi cứ làm như vậy đó. Đó là cái điều của mình đó, là đó con nói thật sự, đây là cái điều của mình đó. Bữa nào con tới thì con thấy cái cốt đó, cái hũ nó liền. Nghe chú kể mà con nói thiệt á, con đã không cầm được nước mắt. Một lần trước á, cũng một ông cụ nhặt ve chai, khi mà trùng phùng với là chị Cẩm Hương á, tụi con cũng đã kìm nén nhưng mà nước mắt nó cứ nghẹn à. Lần này lại gặp được chú, một ông cụ không có tài sản gì cả, khi lúc chết á, chuẩn bị một cái hũ cốt, mà cái hũ cốt đó chú lại nhặt từ ngoài đường, chứ không phải là mua để có được, mà chú chuẩn bị một cái chết nó nhẹ kinh khủng. Và đối với chú á, mình cảm nhận sâu sắc nhất là cái tình người của chú đúng anh một đồng. Đúng rồi. Vì sao chú lại nhắc đến cái câu chuyện đó mà chú muốn khóc? Tại vì bây giờ cái ước mơ của chú, đứa con nó không còn hoàn thành nữa rồi, thì bây giờ cái tuổi đời của chú chỉ còn như vậy đó thôi. Là tại vì chú muốn chia sẻ với mấy con là cái cảnh đời của con, của chú đó, để nó có hiện thực rõ ràng bằng cái tâm tư, những cái lời nói ra của chú, bằng cái tấm lòng chân thật, chất phát. Theo mà chú biết, cái hũ đó nếu mà mua cũng phải từ mấy triệu thôi nha. Hũ thấy người ta chết là nó đặt cái hũ nhà giàu, mình tao nói 7-8 triệu thì ớn như gì trời. Nhưng mà còn ví dụ vậy, còn cái quan tài sao? Quan tài chú không nghĩ tới đâu, không có đâu. Tại sao? Thứ mà như chú vô gia cư là chỉ có nhà nước họ xúc vô đó rồi, chú biết luôn mà, cảnh tượng mà từ hồi chú mà từng tưởng tượng ra cái chết của mình sao ràng, rõ ràng luôn, không cần tưởng tượng thấy rõ luôn đó. Có nhiều người đó họ đâu có hũ cốt gì đâu con, còn chú may mắn là chú lượm được, phải không? Quá, chú lượm về chú lấy cái buồn nhùi đánh lại sạch sẽ, mà nó là bằng đá nha, đá đẹp lắm. Thì chú nghĩ sau này mà chú chết được có cái nhà đẹp, và chú mừng
Đó. Luôn luôn lúc nào chú cũng để cái hũ kế bên nhà, cái chòi đó phải không? Sau này là nếu mà chú chết trước thì cái người bạn đó sẽ lo cho chú về cái phần cốt đó, đó. Là cái hũ đó đó. Đẹp lắm. Mình biết là sau đoạn clip này có rất là nhiều người xem. Và mong rằng á, các cô chú anh chị ông bà ngay tại đất miền đất nông này á, hoặc là ở vùng đất Tây Nguyên nào đó, có biết thông tin gì về con chú, hoặc là có thể share để chia sẻ để cho mọi người có thể biết thêm về hoàn cảnh của chú, để có thể giúp chú thực hiện cái di nguyện cuối cùng của mình. Buồn quá chú. Chú nhắc tự nhiên cái tự nhiên về đây ba chú cháu mình muốn khóc luôn rồi. Tại sao? Thì hy vọng thôi. Bây giờ cái tuổi đời của chú đâu còn gì đâu. Con hứa với chú, nếu như mà một lần nữa ai mà nó có thông tin, người nào mà có thông tin được rằng con của chú đang sống ở tại nơi chỗ đó ha, con sẽ tức tốc đi với chú liền luôn. Như vậy là quá trớn. Nhưng mà đây là cái điều chú nghĩ cũng là điều tốt. Có duyên mình gặp lại mà, không duyên thì thôi chứ biết sao vậy. Đã bao lâu rồi chưa có một người nào mà ngồi tâm sự với chú như thế này không? Thật sự đó thì cũng có những người bạn bè ngồi cũng tâm sự cuộc đời của mày chết làm sao. Thì mình chỉ cười, chết thì hết có gì đâu. Đó là hồi cái thời đó biết không? Mà càng suy nghĩ về già thì cái đâu phải cái chết nó dễ đâu con. Nó khó lắm. Mà chết như thế nào? Chết làm sao? Chứ còn chết như tôi quay thì không ai ngó tới. Nói thẳng luôn tôi đó. Lúc nào cũng rượu chè, bê bét. Thấy tôi ghê. Có nghĩa là hầm chết để da người ta, chết để tiếng. Theo chú là vậy đúng không? Đúng. Sống chú, làm sao chứ có tình nghĩa. Nói thẳng luôn. Còn tao chết thôi cài. Nói sao nó cũng được. Nhưng mà không ngờ sau thời gian chú đi lượm dây chai, chú lượm đủ thứ. Những cái gì mà chú cần là chú để hết cất đàng hoàng. Nhất là cái hũ đó. Tại cái hũ đó là cái hũ quan trọng trong đời mình nhất. Tức là sau này mình chết, mình xuống đó có cái nhà. Tại vì mình còn sống mình chưa có nhà. Mà nhiều người nha, nói thật chứ người ta có đầy đủ, dù ta mướn nhà mướn nọ, người ta cũng có đủ điều kiện, ta có cái nhà nha, nhà nước họ cất cho đàng hoàng. Còn riêng chú, nó khác hẳn, chú biết cái số phận của chú luôn mà. Nên chú phải chịu thôi, cái đó là khỏi nói. Đôi lúc đó có người hiểu, cũng như con có thể hiểu chú vậy. Con hiểu chú nhiều chứ. Chú có cảm nhận được rằng con hiểu chú đúng nhiều. Con là người nói ra là có thể nói là hiểu chú rất nhiều. Từ cái vấn đề vật chất cho tới vấn đề cái cuộc sống, luôn cả cái tâm tư của chú luôn. Có thể là con đi trong tim của chú luôn. Nói cho con biết vậy. Bởi vì đâu phải dễ kiếm được những người mà chi âm chi kỹ mà bước vào cái lòng người, con người của mình được. Khó lắm. Bởi vì mới bây giờ nhận làm con nuôi nè. Đó. Nhưng mà vậy thì kiểu là có con như vậy thì cho nhẹ lòng hơn. Và tôi con cũng sẽ thường ghé thăm chú. Thôi bây giờ chắc không nhắc lời chuyện buồn nữa. Và hành trình của mấy chú cháu mình ngay tại đây cũng sẽ chia sẻ cho cô bác của anh chị biết luôn. Và con mời chú ăn cơm ha. Dạ. Lúc trước thì chú ăn mỗi một hộp cơm là đi trong đêm thì ăn lúc mấy giờ và bao nhiêu tiền? Nếu mà đi ăn cơm đêm là không có tốn tiền, đi làm không giờ tốn. Dạ. Là mỗi lần bán dây chai cái mình tới đó, cái mình lấy một bọc cơm. Là về đây cái giờ mà sắp sửa đi làm á, nhét vô gồm lên. Rồi tới cái giờ mà 9-10 giờ chú hay ngồi cái kéo tượng của bác Tôn á. Dạ. Cái tượng đó lúc nào cũng đói bụng là ngồi cái tượng đó, hoặc là ngồi băng lá ở trong này đó. Có người cho? Đây, có người cho cái mền á. Dạ. Ở cái mền đó là cho cái mền mới luôn. Dạ. Chú nhận liền cảm ơn. Dạ. Đó là cái mền đó. Dạ. Cái mền đó không phải mình lụm nè.
giọng lộn, giọng lộn luôn. Chỉ có mời nó thật khổ quá. Rồi con mời chú ăn cơm để thôi nó bụng. Chiều giờ không có ăn uống gì được rồi, buồn. Bây giờ vui lại chưa? Vui rồi. Có hai đứa con là vui. Đi chuyến này là tính ra là lời chứ. Rồi. Chú. Nhưng mà đâu phải dễ kiếm được hai đứa con vậy. Có, con ngon quá ha. Dạ. Wow. Mời chú, cơm này là cơm gà. Vì chú nói là chú ăn ăn cái gì? Ăn đồ cứng ăn không được á. Đúng rồi. Nhà không có được. Làng nhà bằng nướu không à. Con kêu người ta là chặt đâu còn ăn. Đâu đâu. Răng đâu còn cái nào? Dạ. Không còn cái răng nào. Không còn cái răng nào hết. Không còn một cái răng. Tại vì con biết là chú ăn đồ cứng ăn không được nên là nữ là nói với cô bán cơm á là lấy cái phần thịt đó. Tại vì đúng chú hay quá. Chú ăn không được. Nhiều cơm ăn đủ không chú? Trời, dư nhiều lắm, dư nhiều, ăn còn dư nhiều. Chỉ có đi làm á. Là nó mới đẩy ra tất cả những cái lao động của mình phải không? Dạ. Nó phát xuất ra đói rất nhiều. Dạ. Đói có, cái đó thật sự. Chú đều ăn rất ngon. Mình cảm nhận được chú như thế này nè cô bác quý anh chị. Chú sợ làm phiền mình với lại Bùi Hồ với anh Mộc Đồng lắm. Đúng. 4 giờ khuya chú lộ mộ, chú phải giặt từng cái bộ đồ. Đó, sau đó chú nằm chú ngủ. Ngủ xong nói chú ơi, sáng rồi mấy chú cháu mình đi. Thì chú đi khi nào là chú đi lúc đó à. Chú mặc dù sức tuổi cao rồi, chú vẫn kiểu là tranh thủ thức sớm á anh Mộc Đồng. Và chú rất là chủ động trong cái công việc của mình. Phải nói là chú rất là tinh ý luôn á, chú rất là tinh ý. Được. Tại vì sao? Thời gian chú đã lăn lộn quá nhiều đúng không chú? Nói thiệt chứ nhiều lúc đó mình nói tâm sự mà bữa nào mà tụi con đừng quay. Rồi, con mời chú nè. Dạ. Chú ăn này ăn được không? Được. Này là dưa cải. Ừ. Chú có thường ăn cà pháo không? Không, cà pháo đi ngay không nổi. Nhưng nổi hả? Ừ. Có muỗng không ta? Chết rồi. Có không chú? Chắc không có. Ôi trời ơi. Có mà. Có muỗng không? Lấy cái bọc đó lên ngay, lấy bọc đó lên chú. Có không? Có con đi mượn nhà nghỉ. Có không chú? Không. Rồi ở đây đi để con đi mượn nhà nghỉ cái. Sao mượn vậy? Con mời chú ăn cơm. Rồi. Mình sơ... có thấy là mình vừa ăn mình vừa nói chuyện con tốt không có gì đâu. Sơ sức là đi mua quên lấy cái muỗng. Phải đi lên kia mượn cái muỗng đi đôi đũa. Biết tại sao mà chú khoái ăn kiểu như vậy không? Sao chú? Là hồi xưa vợ chú cũng vậy nè. Ngày xưa giờ là chú ăn cơm hộp gì hết mà đúng không? Không phải cơm hộp. Cơm nấu mà nấu trong cái lò than vậy đó phải không? Dạ. Là lấy tay bóc xé ăn quá. Dạ. À. Xé ăn ngon chứ. Ừ. Đó vợ chú cũng vậy. Dạ. Ngày xưa là vợ chú cũng vậy đúng không? Cũng vậy luôn. Tại vì vợ chú là người Mân Âu mà nên ăn ăn cơm bóc nó sẽ cũng quen hơn. Dạ đúng rồi. Ừ. Thật ra có những cái món ăn bóc là nó ngon hơn ăn đũa chứ. Cái đó là chia sẻ thật sự luôn á. Đâu phải cái nào cũng dùng đũa đâu ha. Đúng rồi. Đúng, chính xác. Có một số như là ở Ấn Độ hay là ở một số nước mà có heo đậu hồi đó thì người ta đa số là ăn bóc à. Ấn Độ ăn bóc và là bóc phải bóc tay phải nha. Ấn Độ là một, biết đó hai là người Chăm. Dạ. Như ba người thượng. Người Chăm theo đạo Hồi á. Thượng nữa. Người thượng có bóc luôn hả chú? Bóc hết. Nó thể hiện cái sự trân quý cái hồng gạo á. Hầu như là tất cả những cái người mà có cái ráng chạy rồi đó. Là hầu như ăn bóc á. Dạ. Miễn sao trân quý cái hột gạo với lại ăn nó ngon là được rồi. Nó đũa hay muỗng hay bóc hay nẻ gì nó cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ là công cụ thôi. Cái lộ á. Dạ. Bỏ cơm vô gạo. Dạ. Rửa xong bỏ vô, thảy vô cái lửa nấu. Ừ. Sáng bắt đầu sắc cái đi. Ừ. Con cũng chưa biết lò ô là gì luôn á. Dạ. Đốt lò ô gì đó, bập bùng mình đóng lửa gì đúng không? Cũng nói là cây lò ô. Cây lò ô hả chú? Cây lò ô. Dạ. Nó cũng dài, cũng quá, 4-5 mét. Ống nó cũng bự vậy nè. Dạ. Nấu cơm tùy theo những cái ống cỡ bao nhiêu, nhét cơm vô, thảy vô lửa. Ừ. Cơm ngon không chú? Cơm ngon á. Dạ.
Nhưng mà ăn giờ này thì có quen không? Cũng vừa tầm rồi. Nhưng mà nãy giờ là muốn cho chú ăn cơm. Nhưng mà sợ chú còn buồn, chú ăn không ngon. Thành thử là tâm sự với chú, có hai đứa con nuôi thì ăn ngon hơn đúng không? Đúng không anh Mồ Lâu? Đúng rồi, thật sự giờ sớm thì anh em mình có rủ chú để đi ăn cơm. Sợ là chú đói, nhưng mà chú nói chú ăn không vô. Buồn. 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 Buồn mà gặp không khí lạnh mà ở đây nó hơi vắng lặng nữa, cảm giác nó khó. Nó ăn không ngon đâu. Người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mà. Đôi khi buồn ăn uống không vô luôn á. Nhà bây giờ ăn thấy ngon chưa? Thấy ngon rồi con. Thấy ngon hơn. Vậy còn tiền trả nợ không? Trả nợ thì còn đây nè. Mà không dám xài á. Không dám xài. Mai đẩy con cà phê đi chứ. Được. Được không? Được. Không sao. Đẩy cà phê mai mốt trả nợ nữa, nhỏ nó nợ nữa. Mới nhận cho nuôi khi ngủ đẩy cà phê lên trời. Kì vậy? Coi có con sao mà chơi ăn gian quá hả chú? Nhưng mà con cái chú trả con biết thôi. Cất con chú cất đi, nhiều khi lúc tụi con thử lòng chú nữa, nhưng mà không biết đâu. Nhưng mà mình mất ra thì sợ. À, nhưng mà mấy đứa con giờ nó thật lòng với mình quá rồi. Cái lời nói là chân thật á. Chân thật á? Ừ. Để 70 mấy tuổi mà còn đi đứng được như vậy là nhờ chú không có rượu bia, rồi không có thuốc men nữa. Có nhiều người nói đó nha. Tôi mà được như chú là tôi mừng lắm đó. Mà họ có nhà, có cửa luôn á. Giờ đổi lại sức khỏe, giờ không dễ. Đi lụm ngồi trong sự hoài. Quen một ông giám đốc. Mỗi lần mà ông đi tập thể dục thì chú đứng ngay chỗ cái thùng rác chú bươi á. Chỉ có mình chú nói chuyện với tôi, còn mấy người kia không dám nói chuyện với tôi, hỏi sao. Tại mình làm việc á, không biết mình có phải căng thẳng hay không hay sao mà ta lại khoái mất. Không dám nói chuyện mình mà mình á, còn riêng chú nói chuyện thẳng thắn á, vừa lụm trong thùng rác mà vừa nói chuyện. Mà ca nữa. Rồi cái ông làm khoái lắm. Chú ca nữa hả? Ca chỉ như là ca lông hơi không hả? À? Biết mấy ca thì cũng như nghệ sĩ thôi. Ừ. Ca được là vui rồi. Đúng. Vậy mà giấu con hổm nó không biết ca. Chẳng hạn như bây giờ chú đại khái chú vui là tiệc rượu chia tay thì mình không quen được, cuối cùng mình cũng là một nơi thân đã. Chẳng hạn vậy thôi. Cả lại không cần bài bản gì hết. Dạ. Vui mà. Đó là vui. Đó là những lúc mà chú đi lụm vui lắm. Đứng ca mấy người đó khoái. Đứng ca luôn, ca trong cổ đứng ha. Đứng ca thoải mái, kiểu như ca cương, ca đại không à. Ừ. Mấy người nó lại thích. Lên câu trong cổ hả? À? Chơi mà vui mà. Mình từ cái chỗ đó đó, hầu như người ta thương mình bằng cái chân thật. Dạ. Còn những người mà không dám nói chuyện với ông á, không ai không dám nói, tại người ta sợ. Sợ cái chức, cái quyền, chứ không phải sợ con người đâu. Đó là sợ. Tại giữ cái lễ độ phải không? Ừ. Chú là khác. Thấy cái chỗ khó kiếm được những người vậy lắm. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần chạy thể dục là gặp ngang mình ca đứng nói chuyện trước thùng rác, đứng kế bên nói chuyện luôn, không sợ. Ừ. Đó là cái sự hòa đồng của người ta quá tốt. Ta sống bằng cái tình. Ta sống bằng cái tình, cái thương phải không? Nên chú cũng thích những cái điểm đó lắm. Cho đồ quà gì? Cho những cái đồ ăn đó phải không? Nhiều khi gia đình ta ăn dư nên về cho. Rồi chú cũng chia sớt cái nhà ở bên đó nữa nha. Cái nhà ở bên cũng tội lắm á, giống bây giờ nha. Mong manh lên tự nhiên thấy nó giống như một cái bãi biển mênh mông. Mình giống như giọt nước nằm trong cái bãi biển. Như vậy là cũng đã giải tỏa hết cái nỗi niềm của chú Tuấn trong ngày hôm nay. À, chú đã nói ra được những cái tâm sự của mình cho Bùi Hồ và anh Mộc Đồng cùng nghe. Và có vẻ là sau đó thì chú vui hơn và chú có thể ăn đúng cơm rồi. Nhiều hơn kìa. Đúng. Vui nhất là hôm nay là chú lại được có hai người con nuôi. Chưa kìa tìm được một người con kia, nhưng mà có được hai người con nuôi là cũng vui rồi. Vui. Đúng không chú? Đúng. Và chúc chú ăn ngon miệng. Và cái câu chuyện của chú Tuấn á, thì ngay tại vùng đất Tây Nguyên này,
các anh em sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin gì mới nhất cho cô bác quý anh chị biết được thêm về tình hình của chú Tuấn cũng như các anh em ngay tại vùng đất Tây Nguyên này. Đây là những cái thước phim mà kỷ niệm cuộc hành trình của ba anh em vượt hơn 500 km về vùng đất Tây Nguyên để tìm lại chốn xưa, người cũ. Mặc dù nó chỉ trong vô vọng thôi, nhưng mà bao nhiêu đó cũng thấy được cái tấm lòng của người cha đối với con mình sau gần ấy năm xa cách. Mong thước phim này nó sẽ lan tỏa được những cái thông điệp vì đó, yêu thương, để mọi người có thể xích gần lại nhau hơn. Còn bây giờ thì đã cho chú Tuấn ăn cơm và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Bye.